kiếm những cái tổ ong gừng và quay chia sẻ cho cả nhà xem nha. Thì ngày hôm nay cũng đi với anh Tài nữa cả nhà ơi, đang xuất phát đi nè. Kìa anh Tài ngồi sau kìa, chào cho em cái luôn ơi. Đó, chạy máy nó cũng hơi ồn nha cả nhà cũng thông cảm nha. Đó, hai anh em mới xuất phát đi kiếm nha cả nhà ơi, theo những cái khu vực bằng nè. Đó, cả nhà thấy không, những cái khu bãi bằng rồi nè cả nhà. Có thì chạy vậy nè, dần dần nó có thì ghé lại bắt ngang cả nhà. Anh em thì cũng đi tới điểm để hút ong rồi nè cả nhà. Đó, nãy giờ cũng đi săn dài dài ở dưới đó cả nhà, mà chưa có gặp thì lên đây hút cái tổ này ở trên cây nhãn cả nhà ơi. Đó, thì ổ rất là lớn, cũng hút cho ông anh nha cả nhà. Ở trên ho luôn rồi cả nhà, mưa quá lạnh ho luôn. Ổ ong nghe nó cũng khá lớn nha cả nhà, bự lắm. Nó vô quy quy cho bên. Ba đồng. Mẹ đâu? Trời. Con điện ba con nói chú Tài tới rồi, nhanh nhanh tí nha. À, tới ra cho cả nhà xem cái tổ ong nha cả nhà. Ngay
review cho cả nhà ha. Bây giờ thì đợi anh với chị về rồi mới đợi anh với chị về mới hốt nha cả nhà, ra cho cả nhà xem cái ổ ong. Thì tổ ong này rất là thấp cả nhà ơi, sát nhà luôn, nó đóng trên cây nhãn kìa cả nhà thấy không, ong bự kiểu lắm, bự luôn, trình binh luôn, hết thằng ổ ong không cả nhà. Anh gào nữa kìa, hồi lấy cái nhánh tre ra cái gà lên rồi cả nhà ơi. Rồi ông nó bự, để đi qua mấy anh kia nữa cho cả nhà xem, nhìn nó hấp dẫn hơn. Bên đây nó hơi chói á cả nhà, sát đóng sát mấy nhà luôn. Hết phượng ổ ong thiệt chứ. Qua đây này nhìn thấy cực kỳ đã luôn cả nhà, hình như là nó chám dôi luôn cả nhà ơi, bôi dôi luôn rồi kìa cả nhà thấy không, ổ ong nó khủng khiếp luôn cả nhà. Đó, mạnh cả nóc luôn. Từ dưới đất lên đó khoảng chừng 3 mét rồi cả nhà ơi nè. Từ dưới đất lên đó, 3 mét rồi. Ôi ong nó bự kìa. Hết sức luôn cả nhà ơi. Mình thấy khủng lồ cái ổ ong luôn. Nhìn thấy đã ha cả nhà. Không biết mặt miết làm sao đây nữa. Nó ổ ong kìa. Ôi ôi nó đã. Quá trời đã luôn. Để bây giờ đó cả nhà. Đợi ông anh với bà chị về mới được. Có một con ở nhà mà như nó không có quyết định được đó cả nhà. Thì cho nên chưa có hốt được. Đợi khoảng chừng giây lát nữa đó cả nhà. Ông anh với bà chị về rồi mới hốt được nha. Rồi bây giờ nằm võng luôn đi. Ông đó nằm võng luôn kìa, ông mệt. Ông đó ông mệt ông nằm võng luôn. Cả nhà ơi, mới ra quay tổ ong cho cả nhà xem á, thì bây giờ lại quay cái tổ chim cho cả nhà xem nha. Nói chung hồi đó giờ mới thấy lần đầu luôn cả nhà. Như ở ví dụ trong nhà này ha, chỉ có mối kiến, ong đồ này kia nó vô nhà nó đóng thôi nha cả nhà. Không có khi nào mà những cái tổ chim nào mà để vô nhà đóng nha cả nhà. Thiệt hồi đó giờ thấy hiếm luôn. Đây cho cả nhà xem. Cái tổ chim này cả nhà thấy không? Nó đang nằm ở trong, nó ấp hả, nó đẻ gì đó cái nhà, ló cái mỏ đen thui á, chắc hay sao cái nhà không thấy quá. Okay. Đó. Đứng lên ghế luôn, cận cảnh cho cái nhà xem luôn nha. Có thể là nó bay ra thì cái nhà dòm dùm nha. Đó. Vậy đó nha. Đó nhà thấy không? Anh sao đứng tới anh Tài. Nó bay ra rồi đó cái nhà. Thấy không? Nó đang ấp và đang gì đó cả nhà. Tiếu thiệt chứ. Chia sẻ cho cả nhà xem cho vui vui nha chứ. Nói chung thì nó cũng không vô chim vô nhà đóng thì nó không biết có được mà kết quả gì không không thì chưa biết nha cả nhà. Đó. Tổ chim mới đóng nó đóng cũng lâu lâu rồi đó mà nó mới bay ra đó cả nhà. Đó. Đóng giữa các bạn cũng trà luôn nè cả nhà thấy không? Bạn hút thuốc ở đây nè. Nó đóng ở trên đó luôn đó. Tiếu dữ dằn thôi chứ. Hồi nó bay vô cho cả nhà xem. Chờ đợi anh chị về mà anh chị chưa về. Tiếu thiệt cả nhà, thiệt. Ông đóng ủa xin lỗi. Cái gì? Ốc. Ốc chim đóng à. Ốc gì đây, có cái bạch nữa cả nhà. Ốc này ốc gì trời. Hả? Cho em một ý kiến coi. Con ốc gì đẹp dữ vậy? Hả? Ốc đâu phải ốc hương. Hả? Ốc đâu phải ốc hương. Chìm nhát bài luôn cả nhà. Không có cười không? Okay. Tiếu thiệt chứ. Ủa ông ổ chim đóng sướng không? Vậy vô đây là chỗ mưa chỗ nắng luôn nha cả nhà. Có cọng dây sẵn lên nó làm luôn trời, hay thiệt chứ. Tính toán. Tính toán hay thiệt chứ. Rồi ha cả nhà ơi, bây giờ thì anh với chị mới về nữa cả nhà. Đó, mới về tới nè. Bị ảnh với chị mới mà quyết định hốt nha cả nhà. Con ảnh thì không quyết định. Ông anh mới vô với bà chị đó. Mới đi mà dở lờ tôm vậy đó cả nhà. Rồi bây giờ ra hốt ha. Nhớ tổ tiêm hoài luôn cả nhà, chỗ tiêm kìa.
Rồi ra hốt thôi. Để nhánh trà này dẹp qua bên cái nữa mới được cả nhà. Vậy là gọi đó. Để đốt cây gọi cả nhà. Lên đây. Nó cũng thấp quá đó cả nhà. Phá luôn hả? Trời ơi, phá luôn cả nhà ơi. Để đi em lấy xuống được mà. Rồi, hy sinh luôn cả nhà. Sát nhà quá. Sát nhà quá cả nhà, ảnh ảnh kêu phá luôn nha cả nhà. Bị gì sát chết nhà luôn nè. Nhà thấy không? Thì từ cái ổ ong đó qua đây khoảng chừng 3m 4m rồi nha cả nhà. Rồi ở trước cửa nó cũng gần nữa cho nên tối anh đốt đèn vô quýnh quá trời quýnh anh chịu hết nổi rồi. Bây giờ anh kêu phá luôn. Cả nhà có xem cũng thông cảm hồi nãy tính đâu hốt không á cả nhà. Ai. Cả nhà có xem mà cũng thông cảm chứ. Bây giờ chủ nhà kêu sao thì mình làm vậy thôi. Hết biết cái ổ rồi cả nhà ơi. Hết biết luôn rồi. Nha. Khủng khiếp cái ổ chưa. Nó cục mặt nó phì rồi cả nhà. Đầu thì nó phì. Quá trời nó phì luôn rồi. Quá trời. Ổ nó bự cái này. Ổ nó bự. Hết biết rồi nè. Ba cái nhãn này bị đồ lăn hết trơn rồi cả nhà. Nhãn bị đổ lăn hết trơn. Mẹ nhánh luôn. Trời ơi, bom tàn luôn hay gì cả nhà ơi. Ôi, khổng lồ luôn cả nhà. Hết mấy cầu. Khô. Rồi, để cắt nha cả nhà. Cắt rồi cắt cái tạng luôn. Quá trời cục mặt luôn cả nhà ơi. Nó khô nó mới bơm lại đó cả nhà. Quá trời cục mặt luôn.
khô anh Tài ơi. Ôi trời, chiều bữa hổm không hốt mà bán đâu kỹ rồi, đầm đầm kỹ phải vô đây cũng thiệt. Bỏ con đi á, cái bắt đầu nó nước nó vô mặt hết biết luôn, nó hổm thấy hốt ngon luôn rồi, mặt khô quá trời quá nhờ, bộ mặt này không ấy là chắc ư, cục mặt này chắc ư lít mấy này lít cái quá trời, cục mặt nó bự luôn, khác hơn cục mặt luôn. Anh không chịu, anh để nói mặt nhiều không. Quá trời thì hì. Ồ vô cái tàn nữa rồi đó nha. Nè. Rồi để thao ra, lấy thao để bà. Mặt phải hóm hốt rồi, bá cháy rồi chát luôn. Nó hóm hốt là ngon, để lâu quá khô nè. Ờ. Nè nha. Mặt này nếu mà đủ lửa cái thứ gì chưa nổi cái nha. Mặt gan gan luôn cái nha. Gan của mình bự lắm nha, không phải gì cục đâu nè. Gan ra ngoài luôn. Bày lên cũng hơn yếu hơn gan nha cái nha. Trời trời, khô tiêu cũng hết chút. Trời ơi, gan trăm rồi. Nè. Ôi trời, coi cái tàn này cái nhà đâu anh tầm lên cái anh Tài. Ổ ong bự lắm luôn cả nhà ơi, bắt biết cái ổ ong luôn nè cả nhà. Ok, bự dữ lắm, bự nha. Ổ ong này có đẻ lại không? Không có đẻ lại ổ ong này. Ổ ong này không có đẻ lại cả nhà, ổ ong này có tương lai là nó đi nha. Nè, không có đẻ lại luôn. Thương ơi, nở hết cái này là đi luôn, nở hết cái đó là đi luôn đó nghe cả nhà. Nó bây giờ thì cả nhà cũng cho kênh Săn Bắt xin kết thúc cái đoạn video này luôn nha. Nếu mà cả nhà có xem thì rất mong được cả nhà giúp đỡ cho kênh Săn Bắt, một là chia sẻ, hai nữa là nhấn chuông, ba nữa là like đó, thì để kênh Săn Bắt có động lực làm những cái video tiếp theo nữa nha cả nhà đó. Rồi bye cả nhà luôn nha, hẹn cả nhà những cái video tiếp theo nữa nha. Chào luôn giùm anh, ủa chào giùm em luôn anh. Bay ông quá trời luôn đó nha.